hôm nay, nếu trong vòng 24 giờ ai hỏi gì mình cũng nói không ở làng sinh tố thì kết quả sẽ như thế nào đây? Mình đã nhận được rất nhiều yêu cầu làm thử thách này, vậy nên các bạn hãy nhớ xem hết video này đấy nhé. Sẽ thú vị lắm đây. Thì dạ. Hi, xin chào các bạn, mình là Mel nè. Ok, thì như đầu video và tiêu đề thì mình sẽ thực hiện thử thách 24 giờ nói không với các thành viên của làng sinh tố. Rút kinh nghiệm từ thất bại trong thử thách nói có, hôm nay mình sẽ quậy đục nứt cái làng này luôn. Sau đó chỉ cần nói không, phủi bỏ trách nhiệm là được. Haha, có vẻ vui đây. Để xem, nạn nhân đầu tiên không ai khác đó chính là thằng em cho ở nhờ Mark. Wow, ôi da, mình đã lên trên nhà rồi mọi người. Để xem coi hôm nay mình phá cái gì nhà Mark đây. Phòng video. Vô đây đi, để coi nó có dấu gì trong này không. Kim cương. Trời ơi, dạo to rồi. À thôi, để chưa túi đồ đi. Không, cái này nó rớt rồi. Trời, bất kỳ. Hai lấy luôn. Ok, hết rồi mọi người ơi, đóng cửa lại. Ủa, giờ mới thấy cái bảng không phận sự miễn vào nè. Thôi kệ nó, mình đâu quan tâm. Vô trong này có cái gì không. Ôi trời, Pokemon nó đang ngủ. Thịt, mấy bạn ơi, mấy bạn giữ im lặng nha. Coi chừng con Pokemon nó dậy. Bây giờ mình biết cái trôn tiếp theo rồi. Mình sẽ tô con Pokemon này thành màu màu xanh của mình. Má quý con Pokemon lắm. Pokemon mà màu xanh. Bảo đảm má nó rối lên cho mình coi. Đúng. Mọi người khẽ khẽ thôi nha. Nhớ like cho mình để mình trôn tiếp nha mọi người. Bây giờ thì dễ nè Pokemon ơi. Pokemon ơi, tha lỗi cho ta nhé. A few moments later. Wow, xong rồi. Mình đã vẽ xong con Humon rồi. Nhưng mà để biết được con Humon nó sau khi vẽ là nó thành cái gì thì các bạn nhớ coi hết video nha. Còn giờ thì mình làm gì tiếp theo đây ta? Ok, mình biết tiếp theo mình nên làm gì rồi. Đối với thằng Mark thì ngoài con Humon ra thì đây chính là cái mà nó quý nhất. Đó chính là cái bản thiết kế vĩ đại phụ nữ rất yêu nè mọi người. Đó, đó, cái nhà của nó. Chứ cái gì nữa? Bây giờ cái nhà của nó đang màu vàng, màu tím đúng không? Thì mình sẽ tô nó thành màu của mình, đó là màu xanh. Màu xanh lá cây, màu xanh dạ quang, nói chung là màu xanh đó. Rồi hơn nữa là mình sẽ biến luôn nguyên cái nhà nó thành xi lam đúng rồi, đậm dấu tên mình. Xong rồi tới lúc mà nó phát hiện ra thì mình chỉ cần nói là không phải mình làm là được. Là được. Ok, bây giờ mình cần cái súng bắn xi lam. Ta da, mình đang cầm trên tay cái khẩu súng bắn ra xi lam nè mọi người nhìn nè. Đó, dữ dội da. Ây da, tự làm đau mình. Thôi để đứng xa xa ra bắn nè. Ok, bây giờ mình sẽ bắn hết nguyên cái sàn nhà thành xi lam xong. Sau đó mình sẽ sơn nguyên cái nhà này thành màu xanh lá cây. Ok, các bạn đợi mình xíu nha. Dạ. Bầm 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 bầm. Gì đó mọi người ơi. Trời ơi, mình biến cái nhà của mẹ thành màu xanh lè rồi. Sao cái nhà mình xinh nè vậy? Nó nổi điên rồi kìa mọi người. Bây giờ chuẩn bị nhà làm thử thách nè. Chị mới bị cái gì vậy? Chị có làm gì đâu? Chị có làm gì đâu? Em nói gì vậy? Ủa sao mà nhà em bị vậy vậy? Chị làm chứ đúng không? Có đâu, chị có làm đâu. Trời ơi, em đổ ai cái chị á. Ôi, hôn con nó xinh lá. Tao biết được. Vậy là chị Mèo không có làm đúng không? Chị Mèo không có làm. Chị không có làm gì hết trơn. Không có biết. Nếu mà trong làng này mà stone màu xanh lá thì chỉ có một là chị Mèo, hai là thằng sầu riêng đó. Vậy lẽ đúng rồi, sầu riêng á. Đúng rồi. Đâu mày. Trời ơi mọi người ơi, nó tin kìa. Đúng là thử thách nói không này dễ hơn thử thách nói có nhiều luôn á mọi người. Ê, bây giờ mình chỉ cần quậy mọi người. Sao mà mình nói không là không có ai đổi lỗi được gì cho mình hết. Rồi, thôi đi thôi. Đi kiếm ai đây? Hachi. Ha. Tới đây. La 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 la, có vẻ thử thách này có khả quan nè mọi người, vui quá, trôn được Mark rồi. Ủa. Ơi, có cái mùi gì thơm quá ta? Hình như cái mùi nó đến từ ở trong này. Hachi. Đang làm gì á? Hachi. Đang chuẩn bị rồi. Đây nè. Ôi đồ ăn quá trời luôn nè, mọi người ơi. Hachi mày làm gì mà có đồ ăn ngon vậy? Hôm nay có một bữa tiệc rất là thịnh soạn ở đây. Trời ơi, vô ăn chung nè. Ủa nhưng mà đồ ăn này là em làm á hả? Đúng vậy, em tự làm đó. Wow, trời ơi, Hachi đảm đang lên cho mọi người. Ôi dạ, tự nhiên thấy đồ ăn réo cái bụng rồi. Ăn không chị Mèo, hôm nay em đãi đó. Chết rồi, mình quên mất mình đang làm thử thách mà. Ôi trời ơi, bây giờ làm sao giờ, đói bụng quá. Nhìn cái đống đồ ăn trước mắt này mà nói không làm sao mà được. Có kem nữa nè chị ơi. Trời ơi, kem nữa ha, kem cái bố mình thích lắm luôn á mọi người ơi. Sao nhờ? Không lẽ là không làm thử thách nữa không có được rồi. Không à, hai chị ơi, chị không ăn. Vậy vậy, ủa chị chê em nấu dở sao mà chị không ăn?
chị còn chưa ăn là sao chị biết em nấu dở nhưng mà chị không ăn. Chị không ăn là chị chê em nấu dở rồi. Ê, chị mèo. Ê, gì vậy? Diễn biến này nó nhanh quá. Ôi ơi, sao mà cái diễn biến này tôi không ngờ tới mọi người ơi. Ôi ơi, cái gì mà bắn luôn vậy? Ê, đâu? Ôi, quay. Ôi ơi, không ai thấy hết, không ai thấy hết. Ây da, trời ơi, sao bắn mà diễn biến luôn vậy trời ơi. Ây da, đau quá. Bây giờ không được ăn còn bị bắn. Ôi trời ơi, hai chị đánh đau quá. Ai dạ, trời ơi. May quá. Ôi, mọi người may quá ơi. Chị. Ôi, mọi người đang làm gì trong nhà? Gì vậy? Trời đi luôn. Vô coi coi. Ôi, ôi, nhìn nó đánh nhau kìa. Ủa, ủa mọi người làm gì đây vậy? Hello. Hello. Đang coi phim nè. Có ủa? Tụi em không? À, trời ơi, muốn coi phim quá nhưng mà không, không coi, không coi được. Ủa, chị bận gì hả? Xong coi với tụi em. Không. Không. Ủa, bộ chị không thích coi phim hả? Không. Ủa, phải không thích chị sao ngủ không xem? Trời ơi, nói chung là không mà. Trời ơi, đủ coi phim mà không coi là không nể mặt là không phải bạn bè đâu nha. Trời ơi. Trời ơi, không coi tụi em là bạn đúng không? Đi chơi đi, không chơi nữa. Không, vậy là không coi tụi em là bạn. Ok, boss you. Trời ơi, buồn quá. Bây giờ mới ngồi lủi thủi ở đây giữa trưa nắng ăn bánh mì không khô khan mà bị mọi người hiểu lầm nữa. Trời ơi, sau đợt này không biết còn ai chơi với tôi không nữa. La 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 la. Ủa, sao tự nhiên chị mèo đứng đó khóc vậy? Trời ơi, hay là bả đang bị hết giận bả khóc. Ây, thôi được rồi, để vô ăn ủi cái đã. Ủa, chị mèo ơi, làm gì chị khóc dữ vậy? Sao đi hả? Không, chị có khóc đâu. Không, chị không có sao hết. Ủa, em thấy rõ ràng chị đang khóc chảy nước mắt kìa. Vậy mà chị nói không khóc cái gì? Chị không có sao. Trời ơi, chị có chuyện gì chị nói đi. Chị có bị thất tình hả? Chị không. Cái miệng thì nói không có chuyện gì nhưng mà lại khóc. Ai, trời đất ơi, buồn thì buồn đi. Trời ơi, chị đi mèo ơi. Gì vậy? Trời ơi, trên đời này thiếu gì trai nữa. Trên đời còn có em nè, chị lo có gì khóc quỳ. Hả, gì còn em? Trời gì vậy bà? Trời ơi, chị nghĩ thế nào về một người đẹp trai chung tình và sắp giàu như em? Không, không có được. Sao lại không? Em lại hơi bị sắp giàu luôn á nghe. Chuẩn bị giàu rồi, yên tâm đi. Cái gì vậy trời, không? Cái gì vậy? Sao lại từ chối thẳng thừng như thế này chứ? Trời đất ơi, em là một người như thế này mà chị không thích em sao? Giờ em hỏi là chị một lần nữa, chị có thích em không? Không. Nói hoài. Chị kỳ vậy? Chị có thích con trai không? Hả? Em thích trai. Dạ trả lời sao? Ờ, không. Không thích. Cái gì? Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Chết rồi, nhìn khốn rồi. Trời ơi, chị nói chị không thích con trai nữa. Trời đất ơi, oh my god. Ê, 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 dừng lại, dừng lại. Trời ơi, đi đâu, đi đâu. Đứng lại, đứng lại. Đừng có đâu bậy, đừng có đâu bậy. Em quậy cái nhà của anh đúng không vậy? Ôi, không có đâu anh bé ơi, nhưng mà anh bé ơi, chị mèo chị không thích con trai kìa. Không thích con trai, chị biết khùng á, chị mèo không thích. Anh hỏi chị mèo thử đi, anh hỏi chị mèo thử đi. Ủa, chị mèo có thích con trai không? Trời ơi, chị không. À, không. Trời, chị mèo không thích con trai hả? Anh mèo ơi, trời ơi, luôn rồi. Rồi. Trời ơi. Oh no. Ôi, trời ơi, mệt quá, mình phải chói sao đi nó lại thôi. Chị mèo ơi, chạy em ra. Thôi cái mỏ nó kìa. Còn mát thì thôi, chắc nằm đây đi. Đó, mọi người thấy chưa, nó đồn xích nó lại rồi, nó còn đồn tới vậy nữa. Bây giờ mình phải cột nó ở đây thôi, ráng chịu nha sầu riêng. Chị xin lỗi em, nhưng mà để hết thử thách đi, chị sẽ giải thích. Mèo ba đơn, ba đơn. Mát cũng vậy, ừ, ở đây tranh mát luôn đi. Còn giờ chị phải chạy trốn thôi. Biết rồi nha chị mèo. Ôi trời ơi, phải chạy về nhà lẹ thôi, không mà hết 24 giờ mà gặp ai nữa chắc có chuyện nữa. Ôi, ây da, ôi kim cương của mình rơi ra hết rồi. Ê, ơi, Hai Chi, chạy đây. Ủa, chị làm gấp kim cương á chạy. Ê, đúng rồi, kim, Ủa, chị nói gì, chị nói lại coi, kim cương này, phải không? Kim cương này của... Chị đừng hồng đó, vì em đã biết chị đang làm thử thách nó không rồi. Trời ơi. Đóng kim cương này trước khi thử thách của chị kết thúc. Ơi, 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 trời ơi, dạ đây Hai Chi, trả kim cương cho chị. Chị chưa đâu, mày có